Một phụ nữ bất hạnh tìm đến lão thiền sư ở nơi thâm sơn để mong được ngài chỉ dạy bí quyết sống hạnh phúc. Thiền sư hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, điều đạo hữu đang xem trọng nhất trong đời là gì?" Người phụ nữ chau mày suy nghĩ rồi chắp tay đáp: "Bạch thiền sư, con u mê không hiểu rõ câu hỏi của ngài." Thiền sư mỉm cười, ôn tồn giảng giải: "Ta hỏi đạo hữu về điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất, vì điều đó quyết định đạo hữu có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh hay không. Người xem trọng danh tiếng, thể diện, sĩ diện của bản thân thì sẽ bực tức oán hận khi bị ai đó hạ nhục, coi thường. Người xem trọng gia tài, lợi lộc thì sẽ đau như cắt từng khúc ruột, tranh đấu mãi khiến thân thể hao mòn khi bị mất tiền.